Hôm nay mình xin giới thiệu một dòng sản phẩm máu lạnh tên thương hiệu là Toshiba, là một thương hiệu của Nhật Bản. Thương hiệu này có lâu đời. Ngoài những ngành nghề khác thì Toshiba có là một thương hiệu về máy in máu lạnh. Với sản phẩm này, cái tên sản phẩm là model là sản phẩm model là BBSA4TM. Sản phẩm này là bán công nghiệp, sử dụng cho văn phòng hoặc có thể là khu công nghiệp sản xuất. Với cấu trúc nhỏ gọn, tinh rất là sắc nét, đẹp. Máy này được kết nối với máy tính thông qua một cặn len cộng USB. Đây là sản phẩm Toshiba với giá cả hợp lý, máy được sản xuất tại Indonesia.